Chào anh em, tôi là Tay Phạm ở kênh Vàng Tay Phạm. Hôm nay bạn đông bạn có nhờ tôi xem giúp đây là đá gì. Thì bên kênh của tôi không cần kết bạn nhé, các bạn gửi thẳng vào trực tiếp. Đây là một cái tinh thể. Với cái tinh thể này nhé, thì chúng ta hay thấy nó sẽ xuất hiện ở đá topaz và đá thạch anh. Tuy nhiên chúng ta hãy nhìn này, cái phần gốc tinh thể này nó sẽ màu đục nhé. Thì tỷ lệ cực cao cái này sẽ là một viên thạch anh trắng anh chị ạ. Tuy nhiên nó có rất nhiều loại đá khác nhau, nhưng mà thông thường ấy thì chúng ta sẽ nhìn vào cái vết cắt khai của nó này, cái là vết vỡ của nó này, ta sẽ thấy nhá. Và đây sẽ là một viên mẫu thạch anh. Cái viên này có dùng được hay không thì nó tùy thuộc cái ngọn này của nó này, nó có đủ trong hay không để cắt. Nhưng mà có một vấn đề là thạch anh nó quá nhiều anh chị, nó quá nhiều, tồn tại quá nhiều nên là giá nó sẽ rẻ. Nhưng mà nó vẫn có cái giá trị riêng của nó. Và mình thấy là giá cắt cũng khá là tốt. Còn nếu mà chúng ta sử dụng sang đá, nếu mà đá topaz hoặc là thực ra topaz với thạch anh thì cắt giá nó cũng sẽ như nhau thôi. Nó sẽ như thế này anh chị này. Đây, tôi lấy thử một viên trắng cho anh chị xem nhá. Đây. Giác nó sẽ rất là tốt và bắt sáng rất là tốt. Tôi xem thạch anh nên có cái viên đá nào đẹp không nhé. Đây là topaz không có màu trắng rồi. Còn rau nó được hết đúng không em? Đây là topaz xanh rồi. Đây hàng trắng đây. Đây đã không có hàng trắng rồi. Rất xin lỗi anh chị. Mình chưa chuẩn bị kỹ cái này, tại vì là cái video này mình quay khu du lịch. Hôm nay tiện thể thì các bạn ấy sẽ nhắn tin. Đây là Vito 3 xanh nhá. Rồi, ok. Rồi, vậy nhá. Xin chào, tạm biệt. Chúng ta vẫn thấy đây sẽ là một cái viên thạch anh nhá. Xin chào và chúc mừng năm mới nhá.